Xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Qua Nhà Của Mẹ Của Mình. Thì sáng nay mình làm cái món bò bía nha cả nhà. Mình làm bò bía này, ở đây mình có chuẩn bị là 1 kg lạc xưởng với tôm khô, đậu phộng, trứng. Tôm này mình chút này mình để mình xào củ sắn để mình cuốn bò bía. Ở đây mình có củ sắn, bánh cuốn bò bía, rau thơm, cải xà lách. Giờ mình đi sắt củ sắn để mình xào. Trước tiên mình gan đậu để làm nước trắng. Rồi rau này con lặt hả mẹ? Con bỏ củ sắn sắt đi kìa. Dạ. Thì cũng làm luôn vài tới luôn đó. Rồi để con cọt hết. Rồi bắt chảo lên để gan đậu. Cho vô ít muối. Đổ đậu vô. Rồi mình lấy củ sắn mình sắt. Mình đắp chảo lên để mình xào tôm khô. Rồi mình để ít mỡ vô. Rồi mình cho hành tỏi vô. Tỏi thơm rồi mình cho vô một xíu nước. Rồi mình cho vô ít dầu hào. Rồi ít tương ớt. Cho vô 2 muỗng đường. Ít hạt nêm. Ít bột ngọt. Rồi mình đẩy lên.
Rồi mình đổ tôm khô vô. Khô lại cho nó thơm, nó thấm gia vị nó vừa ăn. Nhà đập trứng nặng hồ chiên. Mình bắt chảo lên để mình xào củ sắn. Rồi mình để ít mỡ vô. Rồi mình để hành tỏi vô. Đập xong rồi giờ mình đánh cho đều ra hồ chiên. Rồi hành tỏi vàng rồi. Mình có ăn ít tôm mà mình để vô mình xào cho nó mặn. Rồi mình đổ củ sắn vô. Mình cho vô ít đường. Vô ít hạt nêm. Cho vô ít bột ngọt. Rồi mình xào lên. Giờ bắt chảo lên ăn phi hành. Phi bằng dầu. Dầu sôi rồi cho hành vô. Giờ bắt chảo lên để chiên trứng. Mình cho vô đây miếng dầu. Dầu này nãy mình phi hành nè. Chảo cũng nóng rồi, mình cho trứng vô. Rồi, giờ mình chén cho nó đều ra, cho nó mỏng ra. Dầu nó trơn, nó tuột mà. Nó chưa nóng nó tụt. Nghiêng từ từ, nghiêng từ từ, từ từ. Rồi cho nó mỏng. Rồi á, bên đây mình cũng bắt chảo lên để mình luộc lạp xưởng. Mình đổ nước vô. Mình đổ lạp xưởng vô. Bánh xèo khổng lồ. Làm vậy nó chơi cái chín rồi cái con về kia hả? Rồi cái sắt ra. Để làm xong rồi đóng gói. Nãy chén dầu đều cho nên nó như vậy chảo nóng nó tắt luôn.
trứng chiên xong rồi giờ sẽ sắc để cuốn. Sắc để chiều dài luôn rồi cuốn vô miếng bánh tráng. Ăn thôi to hả mẹ? Ừ, cỡ vậy đó con, nào mình gói cho nó dễ. Mình quậy đường với chanh cho tan để mình làm nước chấm. Mình đổ tương vô. Rồi mình thêm chai nữa, sợ ít không đủ ăn. Tiếp mình để đậu phộng mình cà nhuyễn vô. Trộn lên. Rồi giờ mình lấy bánh này để mình quấn. À, bánh này phải nhúng mà. Muốn cà chỉ ngón đi. Như cái que chứ vậy. Đổi cuốn không có bún thôi à. Ừ. Thấy bằng củ sắn. Chén nhỉ dài nè, nó dài nó hơn. Cho rau mẹ chứ. Cái mâm còn bên cho mẹ. Bên cho mẹ. Dư. Rau trước anh. Anh để vậy mà nó bể á. Rau trước. Rau. Thấy củ sắn. Trứng. Xếp lại. Lạp xưởng. Rồi tôm khô. Để đây, tôi đang lấy cho mẹ để mình dùng dần vô. À, ít hết rồi. Đây. Trời ơi, nó hết rồi. Nhúng ướt quá. Còn được. Uống chữa được hả mà. Còn được. Mới cái đầu. Kinh nghiệm. Cố vãn. Còn thất thất. Thế vậy chứ cũng được. Bánh này nó cũng dai. À phải này mình lấy miếng mỡ dầu mình phơi, mình chét cho nó không dính á. Mà có dầu hành phi đã. Có cái chén rồi. Đây được cuốn đầu tiên. Ủa mẹ không tha hả? Có tha hơi hơi à. Mẹ thấy dầu nhiều quá mẹ ngán. Hơi. Lấy thêm cái nữa. Ui, cuốn con dài không có mẹ rồi. Ừ, con Hiền nhỏ mà dài dữ à. Cô con còn dài hơn nữa. Thôi thôi hai chồng dài. Ủa anh đâu có để lạp xưởng hả? Ủa? Có, mà nằm giấu ở trong rồi. Giờ cuốn ngắn là cuốn dài mẹ. Thôi vậy thôi cuốn sao vừa vừa thôi. Con thì quen nhúng, tay. Mày nhúng vậy nó ướt quá đó nha. Rồi, ta về đây. Thằng dữ. Thằng nứt. Trời nứt. Nóng. Trời hầm đó. Thank you.
trước hay em? Ừ, anh xí cái này vô trước anh. Được không? Được chưa? Được. Cái cớp cái này vô trước. Rồi. Đẹp thôi. Vô. Chiếc quá thì nó bể. Không bể luôn cái nữa. À. Cái phần hơi lỏng lẻo. Tại vì làm miếng dầu vô mà. Cho lấy cái đồ thêm cho để bên này. Để chờ quá. Sao không dám? Đẹp nhất.
Rồi xong rồi. Múc cái tương ra. Tương ra. Cái này con trộn lên luôn ha. Múc lại vô đậu phộng mẹ cũng có trộn, có trộn. Hai muỗng đi anh. Đậu phộng đậm đặc luôn á. Đậu chung luôn, nó có ớt nè. Chắc con làm thiệt à. Có cái ớt đó mà bậm mà. Tương á. Ớt mà không có sao. Chừng ăn mới biết. Mất vệ sinh. Dạ yeah. Nhỏ bới cơm nó toàn là xúc xong gì đâu có biết bới. Ủa cái này ăn tay chứ. Tay rửa sạch rồi ăn. Lấy đi, mời. Mời, mời cả nhà ăn. Mời cả nhà cùng ăn gỏi cuốn bò bía. Bò bía. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời ăn cái gì? Thơm quá. Chấm ăn thử là biết à. Đủ thứ. Mời cả nhà. Cả nhà ăn cái này bò bía. Cái này có bún không? Ừ. Thứ bún hả? Thứ bún hả? Ăn kiểu này. Gỏi cuốn quen. Ừ, cái món này vậy. Ừ, ngon quá. Thơm. Quá thơm. Đây là thêm đậu phộng ngon. Mình ăn cái này chắc sẽ mau đói. Ừ. Rau củ, tại không có... có thịt. Thơm quá không? Thằng Phi nè. Con tôm, mấy con tôm xào lên nó thơm. Ừ. Tôm khô á. Ừ. Tôm khô á. Để vậy thì nó hôi. Phải xào. À, cho nó thấm rồi ăn nó ngon. Cái nào cũng thơm á. Đặc sườn cũng thơm. Trứng thì cũng chiên bằng dầu phi hành. Cái nào cũng nhìn nhai đụng mấy tôm khô mắt nhai hơi lâu. Nhưng mà nhai vậy nó ngọt. Ừ. Cũng mềm thôi. Cái này củ sắn giòn quá. Sụp sụp ha. Dạ. Yeah. Ừ. Ừ. Nghe tới dê khác rồi đó. Dê khác, dê mùa hè. Bởi vì hôm hổm tao nói con dê mùa hè đâu phải kêu nhân dê hổm. Ừ. Dê hổm nó kêu cho mà nghe đàn đàn đàn. Con dê nó bự con. Con dê này tiếng nó có mình á. Thôi bẩm là nguyên một đàn. Ừ, cái con dê này mới mệt mà. Vài bữa nó cũng nhóc nữa. Nó tự nhiên nó hết không hay luôn, nó hết kêu luôn. Rồi nó chết cái gì á? Nó già quá. Nó chết, nó mau chết luôn, nó nhanh lắm. Ủa, con nó chết hả? Nó chết. Xong rồi vô con còn. Thưởng lại nó kìa, hai con luôn. Cái bầy con nó lớn rồi nó đi hết nè. Còn con mẹ không? Lớn nặng đẻ tiếp nữa. Dài bữa mới dắt ba con. Đi thở luôn. Chảy là tóc. Đũa để lại. Mới ăn kiểu này luôn á. Mới ăn có bún luôn à. Cái lò gì mà bò bía vậy? Bò bía. Để làm ra tự đặt tên. Chưa ấy ăn cái kiểu cuốn này mà có bún chưa? Ừ. À, mình ăn vậy đó. Đặt tên này truyền tay nhau biết rồi. Rượu cay nó cũng ngon.
cho mẹ ăn tí xíu ớt đi. Ở đây thôi à? Ờ, cũng được à. Không cay đâu. Chị ăn được mà. Cái lề trà ăn ngon nhất. Làm hồi mệt cái ăn cũng ngon. Người khỏe ăn ngon. Ăn trong trà chín chín. Ăn ngái từ từ từ. Nắng tối chang luôn. Nắng lắm dữ. Không có gió. Trời này cũng gây em đi giường rồi nó cũng nóng á. Bốc hơi. Đã rồi. Cái chân. Cái con dài à. Em đó. Rau củ dinh dưỡng uống đầy. Nó có cái lớp dầu ở ngoài cái áo bóng bị dính. Để hai nó dính nó chậm lên là... Thấy vậy chứ ớt không cay. Mình ngâm một bớt cay. Ngâm nó ra bớt. Với mẹ lấy mà bỏ cái nhị. Thái ớt thêm vô. Nó cay, nó cay cái phần. Hôm qua mua đậu gì cho chồng chưa? Rồi. Hay vậy? Mới là chồng gửi hả? Ủa vậy cái đó là nó bò không hả? Là đấu bò hả chứ? Bò vàng. Bò vàng. Nó quê à? Trồng đầu bắp là cái trồng đầu trên nó hả? Cái clip trồng trồng khoai hả? Thiếu kế bên. Tự nhiên nó bị kia ổi không? Nữa làm dặn ngay chiến giữa không? Đó là kia. Anh có chị tốt gì mà cái sâu á, anh phà mấy củ cải trắng em nhé. Nó bị sâu rồi ăn cái lá non nó. Trồng chậu á củ cải trắng đó hả? Củ cải trắng với mồng tơi. Mồng tơi nó lên ít quá. Cái củ trồng đó không gì có củ. Cha trồng mấy lần chảnh củ không có tàn. Này đất xốp vậy. Này đất xốp. Cái nó cũng tốt. Em trồng củ cải đang làm gỏi gói bánh tráng. Sợ đi hoài. Hai đợt rồi, không đợt nào không có hết chứ. Đó cũng xốp. Tại đâu nó không có củ. Hay dùng đất bệnh đây chẳng tại còn rậm nhưng không có phải luôn. Ăn gì ăn rau nghĩ gì rau trứng gì nè bim bim không có chơi vô anh quên tiêu rồi nhưng đến nó nằm rồi nó ngủ rồi chết mòn mà nó không thấy mòn đâu chút mòn nhiều lắm mà để cho nó mát. Thank you.
Mẹ chọn trong đó cũng nhiều. Có con tép làm như nó cứng ha. Tôm khô. Tôm khô. Trời nắng mưa với mưa mấy con cá cái gì dài dài nó thoát lát nó nổi. Con tưởng nó bị gì. Nóng. Nước cũng nóng mà. Nổi gặp gặp mé. Chui sâu quá. Ngọt. Con nó dài quá. Ừ. Để anh chỉ em mới nhìn, nó nhìn cái đuôi nó ngoải ngoải. Tính gió mát mát rồi. Tôi tập dụng vừa nữa rồi. Bún cuốn ngon đó. Gheo thì chút đói à. Nhưng mà cuốn dài mà là cuốn đó. Càng ngon lắm nha. Quan trọng cái nước mắm ngon, ăn nó ngon. Ồn. Này dễ ăn quá. Chút mồ hôi luôn. Mẹ cuốn này mẹ no rồi. Này cuốn cực chứ ăn thì ngon. Cuốn lâu ăn thì ngon. Mỗi cuốn của mẹ. Cuốn sẵn vậy ăn khỏe. Ngọt vậy đó, mới ngon. Cuốn chung vô cắn em mới ngon. Rồi ăn trái dải trắng miệng đi. Nè Hiền ơi. Tới mùa dải rồi đây con lấy cho mẹ. Nè. Tới mùa hả? Tới mùa. Này khoa nó ướp lạnh nè. Này con. Lấy dải. Ướp lạnh nè trời này. Ăn dải ướp lạnh đi. Phải không phải đầu mùa nè. Này là đầu mùa hả? Dạ. Phải không anh? Người bán người ta nói cũng có nhiều rồi chứ nhiều. Khoa nó gặp này nó thấy ngon lắm. Ngon. Chứ nay thì cái lần thấy mùa 5 tháng 5. Nãy năm 3 tháng 4 rồi. 10 tháng 3. Đúng như vậy là nay tháng 4 rồi. Thẳng nhận là nay tháng 4 rồi. Lúc này trái cây nhiều rồi. Thấy vậy mà cái đầu nó bị sâu. Còn bỏ đậu. Nó cũng hơn giữa tháng 3 rồi. Mày trái trên cây vẫn nhìn thấy ham luôn. Như mình ở đây mình không có thì mình thấy ham. Quay quay dư giãn luôn. Gặp mẹ mà đi được cái vườn cái bơm á nghe. Đi tổng mẹ luôn. Đặt cái chừng. Vườn nho cũng vậy nè, vô cái ham cherry rồi. Vô mấy vườn nhìn đã. Mình không có, mình thấy nó lấy. Với gì mình vườn nhãn của mình sao? Trái cũng sum xê nha. Nhìn cũng đã vậy. Nhãn mình trái cũng nùi nùi luôn. Mình cũng có vườn chôm chôm rồi. Chôm chôm hay chôm, trái sao quá chôm. Cỡ đó là màu màu chín rồi đó. Sáng con mới xịt nước rửa chén cho nó gớt mấy con ấy luôn. Ủa vậy là sáng đi làm đó là xịt đó hả? Xịt nước rửa chén đó.
Kỹ sư gọi là hút vậy. Sinh học. Ừ, ăn hai chua dữ không? Ngọt. Cái đều. Bữa nay làm món bò bía ăn cũng được. Dẹp ngon. Chấm với đường xay ăn cũng ngon. Hai nhà mình ăn cũng xong rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ kênh mình. Bye bye.